mình bị diệt bán luôn. Nên đừng nói lén nha, anh em nào ra đây nói lén là dính nha anh em. Tại vì nghe nói là mở tới 6 mấy năm mình lại ăn thử. Dạ thì rồi. Không giống thông qua Việt Nam mình lắm. Cây măng cụt ngủ đâu cũng cái nào cá rất là nhiều luôn mình ơi, nhưng mà cá nó cũng giá nó cũng cao cao. Mà có một cái mình hơi thất vọng, cái là ở đây là xứ cá xứ biển bao la. Thấy nó những cái chợ, mỗi lần đi máy bay mà từ làm bên đảo Maui về bên đây anh em, thấy là nó chở quá trời cá, thùng cá để về bên đây hoặc là đi xuất khẩu Nhật, mà sao lại cá lại mắc. Lô anh em, hôm nay mà anh em cùng với hai người bạn của mình đi xuống khu phố Việt Nam ở Honolulu ha. Đúng ra là phố Tàu nhưng mà để mình kêu là phố Việt Nam cho vui, với lại sẵn đây rồi anh em cùng với mình tìm hiểu tại sao là mình kêu là khu phố Việt Nam ở đây nha. Nếu anh em mình có dịp đi du lịch bên này thì mình cũng khuyên nên xuống khu phố Tàu, khu phố Việt Nam này trải nghiệm ha. Mình đi nhớ đi sớm sớm nha anh em. Nếu mà đi sớm thì mình đậu có thể đọc theo dọc theo con đường, hoặc là nếu không thì mình có thể vô Google cũng rất là dễ. Mà khi nói đến cái khu phố Tàu, khu phố Việt Nam thì mình cũng phải nói lên những cái nhà hàng điểm sống truyền thống ha. Rồi những cái quán mì, quán phở, đặc biệt là cái nhà hàng quán phở quê hương á. Đồ ăn cơm phần ở đây cực kỳ ngon, mà cũng đối với mình thấy cũng rất là rẻ. Rồi trong khu phố này thì mình có rất là nhiều những cái cửa hàng châu Á này nọ đó anh em. Rồi bán đồ, rồi trái cây thì cực kỳ là nhiều. Còn đây anh em thấy sơ nhìn qua là cái chữ Việt Nam rồi. Rồi mơ đi ngó qua đây, mình chưa gì hết mình nghe nói ủa sao nghe giống tiếng Việt. Thực ra là những anh chị làm ở trong bếp bên đó rồi là bị cái mặt kia là những cái chợ, còn phía này là cũng giống như là phía sau mình ở garage đậu xe mình đi vô á. Nên chưa gì hết đã nghe tiếng Việt này kia. Rồi những cái cửa hàng vòng đây. Ở đây thì nó không đắt, nhưng mà quay qua cái mặt kia thì nó đắt hơn, đông người nhộn nhịp nó vui hơn. Mà chưa gì hết là đã nghe tiếng Việt tùm lum rồi anh em. Rồi đã đó là cũng một là cái lý do mà mình nói là khu phố này là khu phố Việt Nam thì đúng hơn. Đây nè, đây cũng có cái xa có cái cổng, coi như cái cổng chào đó anh em thấy không, có cái giống như cái nóc biểu tượng của người châu Á, người Trung Quốc gì đó. Cái khu vực này cũng là một cái trung tâm nghệ thuật, nơi có các phòng trưng bày nghệ thuật, rồi trung tâm nhà hát, rồi biểu diễn, rồi nơi cái tổ chức mấy cái buổi hòa nhạc kịch, rồi hài kịch này nọ. Rồi trong đây cũng có một cái chùa Phật giáo luôn anh em. Rồi bên kia khu vực này là rất là nhiều tiệm Việt Nam anh em thấy không, rất là tên tiệm tiếng Việt rồi tùm lum hết. Rồi có cái mấy cái chợ Á Châu người Việt ở đây cũng, nhưng mà nó nhỏ nhỏ thôi, mà nó có nhưng mà nó lại cảm giác giống như những cái hàng quán ở trong bên Sài Gòn của mình, mà người ta bán giống như là những cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ nha anh em. Nó không có phải giống như cái siêu thị lắm, nhưng mà nó rất là nhiều, nó dính rất là gần nhau. Rồi bên đây nè, để hồi mình quay lại ngược bên đây thì là rất là nhiều cái tiệm búa, mà đi cũng rất là vui luôn. Nếu mà mình ở vô đây mình có thể là ăn đồ ăn Việt Nam bao la, không có sợ phải đi tìm hay là phải lái xe gì đâu, chỉ cần đi bộ là tới thôi. Theo mình được biết thì cái cộng đồng người Việt của mình ở đây khoảng 12-13.000 người, thì trong đó có khoảng 500 gia đình, 500 người là theo đạo Công giáo. Rồi ở đây cũng có luôn một cái cộng đồng Công giáo nhỏ nhỏ ở đây. Rồi cũng theo cái trang Wonderlog thì nói là ở cái Honolulu này thì trên 40 cái tiệm nhà hàng Việt Nam mình, rất là nhiều luôn anh em thấy không, thấy nhìn cái bản đồ không, nó bao la luôn. Rồi nội bánh mì không á, là 5-6 tiệm luôn, như rồi chuyên về bánh mì. Rồi những cái tiệm mà có nhà hàng kia bán bánh mì nữa, rồi có cả những cái nhà hàng chai này nọ, rất là nhiều luôn. Cái bên là Anh Hồng là có cái tô phở tô gì á, giống như nhà hàng tiệm bán đồ ăn Việt Nam. Còn cái bên nữa là cái chợ tên Hồng.
chắc mở rồi. Mở rồi, để mở hết rồi. Kế bên nữa mà có thêm cái chợ gì bán đồ ăn nữa thấy không? Cái chữ Kiều á thấy không? Chữ Kiều. Rồi ở đây bên đây thì cũng chợ chợ lớn. Chứ chợ lớn không? Giống như bao cũng chợ luôn. Hồng đồ ăn. Hồng chợ, Kiều đồ ăn. Cái đường thì mấy quán Việt Nam. Vui không? Có heo quay, vịt quay, cua hay gì vậy? Đúng rồi, đây là cua. Scallop. Scallop có chữ sò điệp đó nhìn thấy không? Ừ. Corpus là tôm. Tôm. Cái cua mà để còn to to vậy đó. Mấy cái loại này là mình chở tới như là mình ở đây. Tôm của Hawaii. Đó, thêm mấy ngày nay đây anh em. Cả mấy tháng nay luôn chứ tự. Nhìn mấy cái hàng tôm cá này chút có chút xíu gợi nhớ đến cái chợ truyền thống, chợ tôm, chợ cá bên mình ha. Nhưng mà chỉ giá thì nó hơi mắc hơn. một cái nữa là con cua này, cua vua này. Ở lần trước khi mình qua đây làm á, thì cái chỗ làm cũ của mình có 23 đồng một pound, qua đây thì tới 69 đồng. Còn tôm, mấy cái vịt quay, heo quay thì đã luôn, nhìn đã luôn, nhưng mà hình như là của người Hoa. Anh em nào mê vịt quay, heo quay thì vô đây là trúng chỗ giống như là mình á. Rồi những trái cây Việt Nam, rồi những cá tươi, hải sản nữa. Vô đây là đúng chỗ, đúng bài luôn nha anh em. Để nói mấy bữa không có kiếm cái chỗ mua lòng về nấu cháo, ở đây có đầy đủ luôn nè. Tòng, huyết, tim, gan, phèo, phổi có đủ hết. Hiện gì đất quá trời. Rồi trường, pha lấu. Có gà tam kỳ, gà tam vàng, gà gì đó, gà trống, ghẻ. Cái này mới cảm giác giống như là ở Việt Nam nè mấy. Bán ở lề đường, rồi bán mở cửa, đồ ăn quá trời luôn. Nhìn thèm luôn kìa. Wow, bên kia trái cây, hai ba bên luôn. Nhìn phê giống như Việt Nam, vui ha. Ở trong đó thêm một quầy nữa. Giống như là trong mấy cái chợ vậy, ngõ hẻm nào cũng bán á. Hai ba hẻm luôn, ở trong đó cũng tiện. Mà trong đó vậy nó hơi quất vậy ta. Nửa con là 18 đồng hả? Xa xíu, roasted pork là 17 đồng. Rất là nhiều luôn. Chắc không cắt khéo bằng mấy người bên Việt Nam mình á. Để chung Tết. Rồi nói tiếng Việt luôn. Nói tiếng Việt của không thấy thiếu gì luôn. Ăn đi chứ về gì. Sống có xa anh. Dạ. Sống có xa. Thôi ăn cái này nè. Cái này hả? Ồ nhìn đẹp. Dạ không có. 4 đồng tiền chín là rẻ. Rẻ luôn. Nhưng mà kẹt cái nó không cho đem về. Chân cũng đẹp giống như ở bên Việt Nam mình chân như ngoài chợ ấy. Không thấy mình cảm giác như ở đây giống như không có khu gì Việt Nam mình nữa nè. Nhớ là tới cái tiệm Hawaii nha nè. Ở đây có một khu quầy còn là người Việt Nam mình đi không nói chuyện bán buôn cũng là người Việt Nam mình nhiều lắm. Mắc cái tiệm này nè má, cái cô chặt dịch đó nói là bán 60 mấy năm rồi đó. Đời thứ hai rồi đó, dịch theo Hawaii, dịch qua tiệm này. Bữa luôn, không biết bữa gì. Bây giờ đi qua coi đi.
đừng rớt nha. Như là mình đây. Wow. Cái cây măng cụt ngủ đông cũng thế nào. Chia ra bữa ở bụi chân, bữa chân có cành nó chắc nó mắc hơn á. Bữa chân này có mấy quầy thịt nữa nè, mua lòng về thịt ở chỗ đó ngon nhất hả? Không ngon nhất được, thịt heo giống nhau thôi, chừng là quay mới ngon nhất chứ hay là dở nhất chứ. Quá trời thịt heo giống như mấy cái chợ thịt Ninh Bình vậy. Ngoài trái cây cũng tết, đây cái quầy cá đó nè, quầy cá đông quá trời. Căn con cá để dành về này nướng nữa. Con cá này đâu chứ đâu có cá đây hết ta, mấy cá đỏ đỏ mới là cá đây chứ phải không? Đâu có biết. Mua mình bán luôn. Cho nên đừng có lén nha, anh em nào ra đây nó lén là dính nha anh em. Cá rất là nhiều luôn mình ơi, nhưng mà cá nó cũng giá nó cũng cao cao so với bên mình. Nhưng cá đấu bên mình thì thường là 2 đồng mấy, 3 đồng bao thì tới mười mấy đồng. Các cái loại do nhập vô hay sao. Nhưng mà rất là nhiều. Rồi những con cá trong rạng san hô này nè, mình tưởng là sẽ rẻ nhưng mà đây nó cũng giá cao. Sao nhiều thấy ham luôn. Cái này mua về nấu canh chua ai nè. Mấy cái quầy này cũng người Việt mình không anh em ơi. Sao nó nói chuyện tiếng Việt không mà bán cũng tiếng Việt mà đi chợ cũng tiếng Việt. Đây cũng có quầy cái cây sinh tố này kia luôn. Xoài thì rẻ ha, 2 đồng mấy. Thì rất là đã nè, cái trái cây thì bao la ngon tươi, trái cây kiểu mà nhiệt đới á, rồi rau cải, rồi thịt cá, rồi quầy heo quay thì bao la thịt heo sống này kia luôn. Lần sau mà dì mình dì Tư đi qua đây phải rủ ra để mua mấy cái lòng heo về nấu cháo ăn. Mình khoái anh Tư, dì Tư mình nấu cái món này, lần nào về anh Tư cũng cho mình ăn cái món này đó. Qua đây là phải rủ dì Tư xuống đây em mua mới được. Mình với mấy người bạn này lúc đầu là tính đi cái chợ Hồng Kông này để mà kiếm mấy cái đồ ăn Việt Nam mình, mắm muối đồ này kia đó. Tại vì hôm mấy ngày nay đi cứ đi mấy cái chợ của người Hàn Quốc thì không có. Ok, đây có luôn cái trường An Lạc, cái nhà hàng chay hay gì nè. À, bữa nào qua đây thử làm món chay luôn. Không biết anh em làm sao chứ mình đã cảm giác như trở về Sài Gòn, trở về quê hương về Việt Nam của mình. Những cái giống như những cái chợ truyền thống, những cái quầy nhỏ nhỏ, những cái vendor nhỏ nhỏ như vậy á, bán sát nha, mình chỉ cần đi bộ từ chỗ này chỗ kia mình mua vậy đó. Rất là nhiều luôn, cái hướng này quá trời tiện luôn anh em. Trái cây thì bao la nhìn nó mà bán ngoài đường luôn, rất là vui, nhìn thấy nó rất là kiểu mà quê hương lắm á. Những cái trái cây này thì người ta nói là người Việt mình trồng ở bên cái đảo lớn anh em. Có dịp mình sẽ đi qua đó mình tham quan chơi. Với lại bên Maui thì mình đi làm, mình một tuần mình có thể mình bay qua bay lại bên đó. Nhưng mà bên đó thì như là nghe có cái trong trại, có cái rẫy, cái chỗ, cái vườn trái cây sầu riêng với khóm này nọ đó. Nhưng mà mình không biết về lâm chôm với măng cục thì bên có không. Để mình tìm hiểu thêm, có gì bữa nào mình rảnh cái mình đi luôn. Rồi mình cái gì mình chia sẻ với anh em. Rồi sau này anh em nếu mà có dịp đi qua đây thì giống như chia sẻ một cái địa điểm hay cái thông tin để anh em đi tham quan. Còn bây giờ để mình thử cái vịt quay với heo quay ở đây coi nó ngon như thế nào anh em.
Sau cùng thì mình với mấy người bạn cũng về tới nhà ha. Thì giống như mình chia sẻ hồi nãy chút xíu á, mặc dù cái quán này, cái tiệm này, Hawaii này nó đã làm 6-70 năm, 2-3 đời rồi, giống như cái cô chủ nói, nhưng mà cái vị nó không có giống như cái vị của người Việt mình hay là của bên Sài Gòn mình ăn. Đối với mình thì không được ngon lắm, nhưng mà thôi kệ, nếu mà mình có dịp tới đây mình cũng nên ăn thử ha. Rồi thôi để mình kết thúc video tại đây ha. Cảm ơn em cùng với mấy người bạn của mình đi xuống khu phố Tàu, khu phố Việt Nam trải nghiệm, rồi cũng giống như ăn những món ăn này. Rồi hẹn gặp lại mấy anh em trong mấy video sau.